Tối ngày 19 tháng 8 năm 2021, tức ngày 12 tháng 7 năm Tân Sửu, tại chùa Từ Lâm, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, phụng hành theo sự chỉ đạo của Ban Hoằng pháp Trung ương, Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại và Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2565 trong khung cảnh trang nghiêm ấm áp. Do dịch bệnh COVID-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, nên buổi lễ hạn chế số lượng Phật tử tham dự để đảm bảo phòng chống dịch, đồng thời truyền dẫn tương tác trực tuyến để quý đạo hữu Phật tử xa gần đồng tham dự. Chứng minh cử hành lễ có Hòa Thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, trưởng Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại, Phó trưởng Ban Trị sự, kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại Đức Thích Thiền Trí, trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Chư Tôn Đức Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại, Ban Hoằng pháp tỉnh cùng quý Phật tử các giới. Tại đây, Đại Đức Thích Thiền Trí, trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát biểu mở đầu nhấn mạnh rằng Vu Lan Hiếu Hạnh là ngày để những người con tri ân báo ân với nguồn ân chân quý đã thọ nhận, nhắc nhớ về bài học sâu sắc về chữ hiếu thiêng liêng, đồng thời tiếp cận được những ý nghĩa giáo dục đầy nhân bản của triết lý Phật giáo, đó là từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Tại buổi lễ, quý Phật tử đã được nghe về ý nghĩa của nghi thức cài hoa hồng, đồng thời thành tâm dâng lễ cúng dường lên Chư Tôn Thiền Đức. Ban đạo từ và chia sẻ pháp thoại đến toàn thể đại chúng, Hòa Thượng Thích Huệ Phước đã giảng giải chi tiết về kinh Vu Lan báo hiếu. Hòa Thượng cũng truyền đạt những lợi ích thiết thực khi trì tụng cuốn kinh này, nhắc nhớ rằng việc thực hành hiếu hạnh là nét đẹp truyền thống của người con Phật, nên chúng ta hãy luôn hướng tâm về đấng sinh thành để báo ân phụng dưỡng.